Em xin kính chào và chân thành cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA trong suốt thời gian qua và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Kim. Kim Phạm mến chúc cô chú bác và anh chị em nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Chương trình cập nhật news sẽ được Kim phát sóng mỗi buổi chiều vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần đợi kết thúc một tuần làm việc rất là mệt mỏi cũng như là rất là nhiều chuyện xảy ra trong tuần vừa rồi cho nhiều nơi thì Kim xin gửi đến quý vị một số tin tức trong ngày 19 tháng 2 năm 2021 như sau. Theo thông tin của tòa Bạch Ốc thì 6 triệu liều vaccine COVID-19 đã bị trì hoãn do bão của mùa đông. Và câu hỏi hiện nay là những người lớn khỏe mạnh không phải là công nhân cần thiết đặt ra thì khi nào họ sẽ có thể chủng ngừa COVID-19? Tiếp theo thì Kim sẽ cập nhật một lần nữa về tấm check 600 cho người dân California, ai đủ điều kiện và những gì chúng ta biết trong thời điểm hiện nay. Và California vừa thông qua dự luật kích cầu mới để cung cấp thêm tiền cho những cư nhân có thu nhập thấp. Và tấm check 600 này có thật sự đã thông qua hay chưa hay là còn phải thông qua một cái cuộc bỏ phiếu nữa? Thì trong video này Kim sẽ giải thích cho quý vị nha và bên cạnh tiểu bang california thì tiểu bang maryland thống đốc Larry Hogan đã ký một đạo luật relief thành luật vào hôm thứ hai và các khoản thanh toán đã được chuyển đi cho người dân. Và trong video này Kim sẽ cho cô chú bác và anh chị em biết là ai sẽ đủ điều kiện chẳng hạn như là những cái điều kiện nhận chắc như thế nào và mình nhận bằng cách nào. Và cuối cùng sẽ là cập nhật về tấm chắc lần thứ ba cũng như là gói cứu trợ lần ba nó đang diễn biến ra sao đến thời điểm ngày hôm nay là ngày thứ sáu ngày 19 tháng 2. Kim xin mời quý vị tiếp tiếp tục theo dõi hết bản tin chi tiết này nha. Theo thông tin mới nhất của Tòa Bạch Ốc cho biết vào ngày hôm nay rằng các cơn bão mùa đông đã gây ra sự tồn động của 6 triệu liều vaccine COVID-19 khoảng 3 ngày cho lô hàng, nhưng họ hy vọng sẽ giải quyết hết lượng hàng tồn động trong vòng 1 tuần thì cố vấn cấp cao của tòa bạch ốc về ứng phó với coronavirus cho biết thì thời tiết đã gây ra sự chậm trễ ảnh hưởng đến tất cả 50 tiểu bang tại nhiều điểm dọc theo chuỗi cung ứng, cho biết công nhân của các nhà phân phối chẳng hạn như FedEx, UPS và McKesson đã bị đổ tuyết và không thể đi làm được. Đồng thời thì việc đóng cửa đường xá cũng cản trở việc phân phối tại nhiều điểm dọc theo chuỗi. Ngoài ra thì hơn 2.000 địa điểm tiêm chủng nằm trong diện mất điện và không thể nhận liều vaccine được. Tuy nhiên, người này cho biết là chúng tôi dự đoán rằng tất cả các liều thuốc tồn động sẽ được giao trong tuần tới và chính phủ của liên bang cũng đang mở thêm các điểm tiêm chủng hoàn loạt như là một phần của nỗ lực không ngừng để tăng cường phân phối. Thì bốn địa điểm sẽ ở Florida, Orlando, Miami, Jacksonville và Tampa và cùng nhau có thể tiêm chủng cho 12.000 người mỗi ngày và một địa điểm nữa sẽ ở Pennsylvania. Theo Anthony Fauci thì những người trẻ khỏe mạnh sẽ đủ điều kiện để chủng ngừa vào tháng 5 hoặc tháng 6. Và đủ điều kiện là một chuyện và có đủ vaccine là một chuyện khác nữa. Cho nên ông muốn rằng phải có đủ vaccine cho tất cả người Mỹ vào trước tháng 7. Nhưng cũng rất có thể là sẽ mất đến cuối mùa hè đợi vaccine thực sự được đưa ra vào tay mọi người, ông nói. Tiếp theo thì một lần nữa cập nhật về tình hình tấm chất 600 cho người dân California thì các nhà lập pháp hôm thứ Tư đã thông qua gói cứu trợ coronavirus 9,6 tỷ cho tiểu bang California. Thì cái dự luật của California được gọi là thỏa thuận hành động ngay lập tức, một phiên bản của kế hoạch kích thích tiểu bang vàng do thống đốc Gavin Newsom đưa ra vào tháng trước. Ông Gavin Newsom nói: Tôi biết ơn sự hợp tác của cơ quan lập pháp để cung cấp cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ ở California, những nơi cần thiết nhất. Ông Newsom cho biết trong một cuộc họp báo, thì đời xuất này dự kiến sẽ nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ chính phủ California vào tuần tới nha quý vị và dường như nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nhà lãnh đạo tiểu bang do đó có thể sẽ có hiệu lực thì câu hỏi tiếp theo mọi người đặt ra cho Kim rằng tôi đang ở California thì điều kiện để nhận được à, tấm chất 600 này thì như thế nào thì những người đủ tiêu chuẩn nhận tín dụng thuế thu nhập thu nhập của tiểu bang trên tờ khai thuế cho năm 2020 của họ. Thông thường, điều này bao gồm những người có thu nhập hàng năm dưới 30.000 đô la một năm và một số gia đình không có giấy tờ và tình trạng hỗn hợp. Năm ngoái, 3,9 triệu người đã đăng ký tính dụng này. Tiếp theo thì những người có mã số nhận dạng thuế cá nhân hoặc là ITIN trái ngược với số an sinh xã hội, những người bị loại trừ khỏi việc nhận chất liên bang đầu tiên là tấm chất 1.200 hoặc là tấm chất 600 vừa rồi. Các hộ gia đình đã đăng ký vào chương trình hỗ trợ công cộng của CalWorks, người nhận SSI, SSP, người nhận chương trình hỗ trợ tiền mặt cho người nhập cư hoặc là CAPI. Thì những cái người mà kim mới New trên đều được đủ điều kiện nha. Câu hỏi thứ hai thì khi nào tấm chất sẽ được gửi đi? Thì câu trả lời rằng... Điều quan trọng còn lưu ý là trong khi các nhà lập pháp đã đồng ý về đề xuất này, chính phủ vẫn cần phải bỏ phiếu để thông qua nó, điều mà ông Newsom hy vọng sẽ xảy ra là vào tuần tới nhưng có thể bị trì hoãn. Đề xuất này ban đầu từ ông Newsom được đưa ra vào hôm tháng 1 đó là quy định rằng các khoản thanh toán sẽ được gửi đến năm tính thuế là 2019 cho những người nhận tín dụng thuế thu nhập có thu nhập tại California vào tháng 2 và tháng 3 và người nộp thuế ITIN sẽ nhận được khoản thanh toán như một khoản hoàn thuế bổ sung sau khi họ nộp hồ sơ cho năm 2020 khai thuế năm nay. Và câu hỏi cuối cùng thì nếu như tôi đủ điều kiện để nhận tấm chất 600 này của California thì tôi có được tấm chất 1.400 nếu như gói cứu trợ lần thứ ba được thông qua hay không? Thì câu trả lời rằng sẽ được bởi vì hai cái này nó khác nhau, nó không giống nhau nha. Tấm chất 1.400 là của à, chính phủ đưa ra trong cái gói cứu trợ nó khác, còn 600 này là chỉ riêng cho California mà thôi. Và tiếp theo thì là tin vui cho những người ở Maryland. Thì thống đốc Maryland, ông Larry Hogan đã ký đạo luật Relief của lưỡng đảng năm 2021 vào hôm thứ Hai để cung cấp gói cứu trợ khẩn cấp coronavirus trị giá 1 tỷ đô la cho các gia đình và doanh nghiệp nhỏ ở nơi này thì đạo luật này bãi bỏ tất cả các loại thuế của tiểu bang và địa phương đối với trợ cấp thất nghiệp và bao gồm các khoản thanh toán kích thích ngay lập tức là 500 đô la cho các gia đình và 300 cho các cá nhân đã nộp cho tín dụng thuế thu nhập kiếm được. Và các khoản thanh toán đó đã bắt đầu được chuyển đến những người đủ điều kiện vào hôm thứ Ba tuần này là ngày 16 tháng 2 theo ông Peter cho biết người phụ trách chính à, tính toán của tiểu bang Maryland thì văn phòng của ông cho biết là 98% các phần trăm các khoản thanh toán này đó à, cho các cá nhân sẽ được xử lý vào thứ sáu là ngày hôm nay ngày 19 tháng 2. Và sau đây là những điều kiện nếu như quý vị nào nộp thuế chung một cặp vợ chồng có income là dưới 56.844 với ba con thì sẽ đủ điều kiện ba con trở lên và 53.300 kết hôn chung nộp tờ khai thuế kết hôn với hai đứa con thì đủ điều kiện 47.600 À, với một đứa con và 21.700 và không có con thì sẽ đủ điều kiện và những người single thì dưới 50.900 với ba đứa con, 47.400 với hai con, 41.700 với một đứa và 15.800 với không có đứa con nào thì cũng sẽ đủ điều kiện nha. Thì người đóng thuế có thể truy cập vào www taxes gov slash relief act để xem họ có đủ điều kiện hay không và kiểm tra tình trạng à, tính toán của họ và cũng có thể gọi vào số 1833 345 0787 à, để mà mình hỏi thì Kim sẽ đợi cái đường liên trong cái phần này để cho quý vị bấm vào coi của mình có đủ điều kiện hay không nha và cuối cùng thì là cập nhật về tấm chất lần thứ ba cho đến ngày hôm nay là ngày thứ sáu nó diễn ra như thế nào rồi thì hạ viện đang chuẩn bị đưa ra Luật vào tuần tới, mặc dù cuộc tranh luận về đời sức, mức lương tối thiểu là 15 đô la một giờ vẫn chưa được giải quyết, thì thông tin mới nhất vào ngày thứ sáu ngày hôm nay, ông Biden phát biểu khi Hạ viện chuẩn bị đưa ra một luật vào tuần tới với hành động của thượng viện đợi tuân theo, thì ông cho biết là ông sẵn sàng lắng nghe các ý tưởng về cách thay đổi đời sức hoặc là giảm giá của cái gói này. Mặc dù Tòa Bạch Ốc cho đến nay đã từ chối chuyển khỏi con số 1,9 nghìn tỷ đô la. Có nghĩa là họ đang khăng khăng chỉ muốn là 1,9 nghìn tỷ đô la mà thôi. Nhưng ông nói rằng là ông uh, sẽ cố gắng lắng nghe và có thể thay đổi con số này. Và ông cũng nói rằng ông phải làm rõ ai được giúp và ai bị thương và hy vọng của ông là đảng Cộng Hòa trong Quốc hội lắng nghe các cử tri của họ. Và một lần nữa, ông lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Summer cũng đã cam kết rằng Quốc hội sẽ thông qua luật và gửi nó cho Tổng thống đợi ký trước thời hạn ngày 14 tháng 3 khi quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp tăng cường sẽ hết hạn và một lần nữa nếu như gói cứu trợ này được thông qua thì gia hạn trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên 400 đô la mỗi tuần cho tới cuối tháng 8 và mọi người sẽ được một tấm check 1.400 đô la. Rồi, thì đó là những gì mình có được đến thời điểm ngày hôm nay là ngày 19 tháng 2 Kim muốn đem lại cho quý vị. Thưa quý vị, bản cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật tin Hoa Kỳ trong ngày của Kim. Đến đây Kim xin tạm dừng video và hẹn gặp lại quý vị trong video sau cũng như là Kim mến chúc quý vị và gia đình có một cuối tuần thật là vui khỏe và hạnh phúc nha kim xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới